Sáng ngày 5 tháng 5 năm 2023, tại xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đoàn công tác do đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Uông Bí làm trưởng đoàn, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hải Quang đã tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội cho đồng chí Thiếu tá Trần Đình Huyễn, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Uông Bí. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thành phố Uông Bí. Ngôi nhà gia đình Thiếu tá Trần Đình Huyễn đang ở hiện đã xuống cấp, rột nát. Dự kiến công trình nhà đồng đội sẽ được xây dựng trên diện tích 100m², gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và nhà vệ sinh. Tại buổi bàn giao tiền hỗ trợ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị tài trợ đã trao cho gia đình số tiền 100 triệu đồng. Mong muốn gia đình và đồng chí Huyễn tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, quê hương, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Nhận số tiền ủng hộ, gia đình đồng chí Trần Đình Huyễn cảm ơn sự giúp đỡ nghĩa tình của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Uông Bí. Đây là nguồn động viên thiết thực về vật chất tinh thần, tạo động lực giúp gia đình hoàn thành căn nhà mới để ổn định cuộc sống, an tâm công tác.